Thời xa xưa, tại một vùng nông thôn quan giả, có một bác nông dân chuyên nghề trồng trọt rau củ quả, vừa để làm thức ăn, vừa để đổi lấy lương thực, vật dụng cần thiết cho cuộc sống. Bỗng một hôm, có một chú gà đến khu vườn, nơi bác trồng những loại rau quả để tìm thức ăn. Chỉ trong chốc lát thì chú gà đã cắn phá và bươi xới tróc gốc một số rau củ quả để tìm thức ăn. Một lúc sau thì bác nông dân phát hiện, liền truy đuổi thì chú gà đã nhanh chân tẩu thoát vào rừng. Bác nông dân thấy chú gà làm như vậy rất thiệt hại cho mình, bèn đi báo quan để xét xử cho công bằng. Nghĩ vậy nên bác đã tìm đến cửa quan trình bày sự việc, thì được quan cho biết là việc này chưa có luật để xét xử. Nghe vậy nên bác bỏ về nhà và tìm cách ngăn chặn rao rớp lại khu vườn. Ngày hôm sau, chú gà tìm đến để kiếm thức ăn thì vào khu vườn không được, đành bỏ ra về chịu đói khổ. Vì quá đói khổ nên chú gà mới nghĩ ra cách tận dụng hết khả năng đôi cánh của mình để bay vào khu vườn kiếm ăn sinh sống. Như thường lệ, đến giờ bác nông dân phải vào chăm bón rau quả thì phát hiện lần này còn tồi tệ hơn những lần trước. Quá bức xúc với sự việc, bác nông dân liền tìm đến Ngọc Hoàng Thượng Đế xét xử cho công bằng. Sự việc đã được Ngọc Hoàng tiếp nhận và cho đòi chú gà đến để phán xét. Đến nơi thì Ngọc Hoàng hỏi vì sao ngươi lại cắn phá, bươi móc, làm thiệt hại nặng nề đến như vậy. Chú gà liền thưa lại rằng là do Ngọc Hoàng tạo quá cho con như vậy. Khi ăn phải bươi móc cắn phá để tìm thức ăn nuôi sống bản thân ạ. Nếu không ăn thì sẽ chết. Qua lời lẽ phân trần của chú gà, Ngọc Hoàng đành bó tay, không xử được và ra lệnh các người hãy về tự nghiên cứu, tìm cách để giải quyết. Trở lại nhân gian, chú gà tiếp tục với công việc tìm kiếm ăn như vậy và bác nông dân cũng trồng trọt rau quả để sinh sống. Sự việc cứ tiếp diễn. Một hôm, quá tức giận, bác nông dân bèn nghĩ ra cách trả thù. Mình phải làm giàn ná thun, để khi nó bay vào phá hoại của mình thì mình sẽ bắn chết và lấy thân xác nó xé ra làm thức ăn tẩm bổ cơ thể. Quả đúng như vậy, bác nông dân đã sáng chế được giàn ná thun và đã bắn chết được chú gà kia để làm thức ăn tẩm bổ cho mình. Trước khi chết, chú gà uất ức và thệ nguyện rằng là đời kiếp sau sẽ chặt bầm thân xác bác nông dân ra để trả thù và làm thức ăn tẩm bổ cho mình. Đúng như thệ nguyện, bác nông dân do tạo nghiệp ác, sau khi chết phải tái sanh làm thân con rắn độc và gặp lại chú gà xưa này chuyển kiếp làm người thợ nấu ăn và đã trả thù con rắn độc. Lấy thịt, xương cốt chặt băm thành nhiều mảnh nhỏ li ti để làm thức ăn và lấy nọc độc làm thuốc chữa bệnh cho mình. Không dừng lại ở đó, con rắn độc trước khi chết cũng thệ nguyện đời kiếp sau sẽ trả thù người đã giết hại mình. Nhiều đời kiếp trôi qua, con rắn độc trở lại thân người làm nghề thợ săn. Và người đã giết hại mình nay trở thành con hổ rất là hung dữ. Nhưng vì con hổ có sức mạnh nhưng không có trí tuệ nên cũng bị người thợ săn đã biết chế tạo ra vũ khí cung tên giáo mát săn bắt được con hổ kia, lấy thịt làm thức ăn, bộ da làm vật dụng và xương cốt nấu thành cao hổ cốt, tẩm bổ cho mình. Và cứ thế, trước khi chết, con hổ cũng thề nguyện rằng sẽ báo thù với hành động dã man đó. Con hổ nghĩ rằng mình đã là loài chúa tể sơn lâm mà còn bị giết hại như vậy, nên nguyện đời kiếp sau sẽ trở thành những con vi trùng bé nhỏ li ti, dễ xâm nhập vào cơ thể, gây ra bệnh tật, dịch bệnh, làm khổ đau khôn lường cho con người. Cuối cùng, sự việc cũng được đến Phật Tổ Như Lai để giải quyết. Đến nơi, Phật Tổ Như Lai cũng bảo rằng ta cũng không giải quyết được việc đó cho các ông. Tất cả là do ác nghiệp mình đã gây ra mà dẫn đến những hậu quả khôn lường như vậy. Nhân ác sẽ gặp quả ác, nhân thiện sẽ được quả thiện. Này vì chỗ thỉnh cầu quá giải chấm dứt những ân oán thù hận trả vay mà phải chịu cảnh sanh tử luân hồi không có lối thoát.
Ta sẽ vì các ông ban cho mỗi bên một tấm gương. Đó là gương trí tuệ. Hãy tự soi xét, chiếu soi lại chính mình, nhận thức đúng đắn thấy rõ về mình. Thân tâm cảnh vật và những mê lầm vọng tưởng, khắc phục mọi hậu quả lỗi lầm đã gây ra, thấu suốt được tất cả mọi nguyên nhân hiện tượng con người, vật chất, muôn loài muôn vật hư không vũ trụ, đều có nguồn gốc xuất phát từ bản thể Như Lai Tạng. Do nhân mê lầm vọng tưởng, duyên theo bóng dáng sáu trần, làm mờ cái tánh viên giác thanh tịnh sáng suốt, sanh ra lầm lỗi, tạo nghiệp thức nhiễm ô, rơi vào lục đạo luân hồi, chịu sự luân chuyển sanh tử khổ đau, ưu sầu phiền não. Từ đó có phương pháp đối trị, tu tập điều chỉnh thích hợp, tháo gỡ những ràng buộc để được giải thoát, tự do tự tại, thường hằng bất biến, bất sanh bất diệt. Nghe được những lời dạy bảo của Đức Phật Tổ Như Lai, chú gà và bác nông dân lấy gương soi, thấy được những hành động lỗi lầm của mình, sáng tỏ được nguồn cội gốc rễ của muôn loài muôn vật thấu đáo. Và từ đó, họ đã tìm ra cách giải quyết rốt ráo mọi ân oán cho riêng mình và mọi người. Thường xuyên làm những việc lành, xa lánh những việc ác, biết tôn trọng thương yêu, tương trợ tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau. Không tham đắm, sân giận, mê lầm, phát tâm rộng lớn, không phân biệt trụ chấp, sống bình đẳng với mọi người, muôn loài muôn vật. Mọi sự việc được hanh thông, không ngăn ngại và không còn lo âu sợ hãi, nên đã sanh về cõi lành, hưởng phước báo an vui mãi mãi. Phàm làm việc gì cũng nghĩ đến hậu quả của nó. Rõ biết được những lỗi lầm và khắc phục được những hậu quả mình đã gây ra là trên hết. Huân tập trang nghiêm thanh tịnh tự tánh, hòa nhập cùng muôn pháp thực tại, thực tu, thực chứng, tự giác giác tha, tự... Quả báo bội tính vong dĩ. Ký Văn Đông, hơn 40 tuổi. Thân mặt hiếu tang, mắt đầm đìa lệ, quỳ trước ngôi mộ mới đắp của tiến trương láng giềng, lâu thật lâu, vẫn chưa chịu rời xa. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, tướng mạo đường đường, nhưng lại có thời thơ ấu rất thảm. Nếu như không nhờ thím trương quan tâm giúp đỡ, thì có lẽ anh đã không còn trên trần thế. Tuy không phải thân dân, nhưng thím trương đối tốt còn hơn thân dân. Lúc Văn Đông 5 tuổi, thì cha mẹ anh trong một năm đã lần lượt qua đời. Cha Văn Đông trước lúc lâm chung, mắt đầy lệ, gửi gắm con trai lại cho anh cả và chị dâu mình, ký thác toàn bộ gia tài của ông, gồm nhà cửa khang trang, số tiền rất lớn và mớ vàng bạc trang sức, tài sản hồi môn của mẹ Văn Đông. Xem như tất cả đều giao hết cho vợ chồng người anh, cậy nhờ họ quản lý thay cho bé Văn Đông. Lúc đó, anh cả và chị dâu ông chỉ trời đất thề thốt đủ điều. Họ nói với người sắp mất như thế này: chúng ta đều là người một nhà, con em thì cũng như con anh chị. Dù em không để lại tài sản, chẳng có lấy một xu, thì anh chị đây cũng nguyện cưu mang nuôi cháu đến lớn khôn. Cha Văn Đông nghe những lời tràn đầy nghĩa tình này, sung sướng mỉm cười, an lòng nhắm mắt ra đi. Khi đó, cũng có cán bộ trong thôn và láng giềng đồng chứng kiến, ai nấy đều cảm động rơi nước mắt. Xong tang lễ được mấy ngày, thím trương láng giềng bỗng nghe Văn Đông bị đánh đập khóc to. Hơn nữa, cứ cách 5-3 ngày thì nghe hai bác đánh cháu, chửi mắng ôm sồn, âm vang nghe rõ mồn một. Thím trương tốt bụng đã nhiều lần can gián, nhưng chuyện vẫn xảy ra như cũ. Sau đó, thím phát hiện bé Đông rất ít ra ngoài chơi, thỉnh thoảng nó đứng nơi cửa, nhưng chẳng hề thấy nó cười. Thím trương bèn đến gần, hỏi han mấy câu, thì thằng bé lộ vẻ sợ hãi, không dám nói gì. Thím trương thấy Văn Đông ốm đi rất nhiều, hơn nữa, mặt mày thân thể đầy vết thương. Thấy thế, thím trương không cầm được nước mắt. Dần già láng giềng, hương thôn, ai cũng biết chuyện,
Nhưng khi làng xã chất vấn, thì hai vợ chồng họ hung hăng nói là Tại Văn Đông, lì bướng không ngoan. Bọn họ nhận lời ba thằng bé ủy thác thì có quyền quản giáo, cũng chẳng làm gì hại nó. Họ còn trách ngược lại, mắng đám người ngoài lo chuyện không đâu, nào có máu mủ chi mà nhúng mũi vào chuyện gia đình họ. Do mọi người không bắt được tại trận chuyện ngược đãi cháu của hai bác Văn Đông, vả lại người ngoài chẳng có quyền can thiệp chuyện nội bộ của họ, dù rất bất bình nhưng chẳng ai giúp được gì. Một năm rồi một năm trôi qua, thằng bé dần dần lớn lên. Thím Trương nhiều lần thừa lúc hai bác Văn Đông đi vắng lén đút nhét chăm bón cho thằng bé, khi tìm miếng bánh, lúc viên kẹo hoặc thứ gì đó, nhìn thằng bé ăn ngấu nghiến. Thím mỉm cười, an ủi nó. Văn Đông dù đã lớn, nhưng vẫn phải mặc bộ y phục cũ rách từ hai năm trước. Xuân hạ thu cứ dần qua, tới mùa đông, thím Trương thấy thằng bé mặc đồ mỏng manh rách rưới ló cả tay chân, nhìn nó co ro đưa tay ôm vai, run rẩy vì lạnh, bà rơi nước mắt quay về nhà. Tìm y phục cũ của con mình, giặt sạch sẽ, may thêm lớp bông độn bên trong, và ngay tối hôm đó, đem sang nhà hai bác Văn Đông, nói là áo bông con mình chê không dùng, nên để cho Văn Đông mặc. Nói xong, bà tự tay mặc vào cho thằng bé. Trước khi Văn Đông thành dân, bà còn may cho nó ba bộ áo bông, không lúc nào mà không tiếp tế ẩm thực. Có lúc còn dúi cho nó ít đồng lẻ. Cuối cùng, Chí Văn Đông cũng đã trưởng thành, thành tài, có sự nghiệp ổn định, được nhiều cô gái để ý. Khi Văn Đông đến tuổi kết hôn, anh xin hai bác cho mình ra riêng tự lập. Hai bác dù không muốn, nhưng vì cháu đã lớn, họ sợ lời bình phẩm của láng giềng, bớt đắc dĩ phải chiều theo. Nhưng họ viện cớ gia cảnh khó khăn, chỉ cấp cho Văn Đông một ngôi nhà dột nát cũ kỹ, trống trơn, không có gì, bởi toàn bộ đồ đạc họ đã dọn đi hết. Hai người bác này có sáu người con, họ xây nhà mới khang trang cho hai con trai khi chúng thành thân. Về phần Văn Đông, đối với sự ngược đãi của bác, không hề nói một lời than oán. Mỗi khi người trong thôn bất bình đốc xúi anh đi kiện quan, thì anh nói: bác cả nuôi tôi khôn lớn cũng chẳng dễ dàng gì, nếu không nhờ bác cưu mang thì tôi cũng chẳng sống đến ngày hôm nay. Tiền bạc vật chất thường khiến người ta tranh giành, nhưng có câu rằng trai tốt chẳng tranh điền trang, gái tốt chẳng tranh đồ cưới là gì. Nếu như không học hành, không có nghề nghiệp ổn định, thì dù sở hữu nhiều tài sản đến đâu cũng không giữ được lâu. Tôi nhất định học tập, trau dồi kỹ thuật nghề nghiệp thật tốt, để làm việc phục vụ hương thôn mình, cho xứng đáng với sự quan tâm, yêu thương của dân làng, không phụ ân nuôi dưỡng của hai bác. Dân làng rất quý phục tính dân hậu thực thà của Văn Đông, ở hiền gặp lành. Giờ đây, anh đã là một chủ xí nghiệp trong thôn, hiện có một con đang theo học tại đại học thành phố. Tiểu gia đình của anh sống rất êm ấm, hạnh phúc. Ta hãy nhìn xem, hai người bác Bồi Tính Vong Nghĩa làm trái lời thề, bị báo ứng ra sao? Họ có sáu con, gồm bốn gái hai trai. Con gái đầu của họ 29 tuổi, thì bị bệnh sỏi thận chết. Con trai cả 29 tuổi, cũng bị sỏi thận, không bao lâu thì chết. Con gái út 29 tuổi, cũng vướng bệnh bất trị, y hệt như anh chị mình, mà tử vong, khiến ba mẹ chúng tâm kinh thịt rung, ngày đêm bất an. Sáu đứa con đã chết mất ba người, sau này còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Không bao lâu, con trai út của họ kết bè lập đảng đi cướp bóc, gây cãi đánh lộn, bị phán 10 năm tù. Ngày y bị tuyên án, mẹ y bị xuất huyết não, từ đó nằm liệt giường, nhận chịu bao cư xử ghẻ lạnh
mắng chửi của con cái. Do bà không khống chế được đại tiểu tiện, thường trai dính bền chăn, có lúc nằm đó suốt ngày, không ai để ý tới. Bà cứ sống cảnh như vậy hơn 3 năm, rồi chết trong bi ai. Lúc bà chưa chết, thì chồng bà vướng phải chứng si ngốc lú lẫn. Bà chết được nửa năm, thì một hôm, ông đi đường không cẩn thận, vấp té, đầu đập xuống đất, và từ đó, ông ra đi vĩnh viễn. Láng giềng kể tôi nghe câu chuyện này xong, thì hỏi, đây có phải là nhân quả báo ứng không? Và chẳng đợi tôi đáp, họ tự nói, ở quê chúng tôi á, ai cũng nói, đây là trời già trừng phạt cặp vợ chồng bội tính bất nghĩa. Bởi mới nói, giống như làm mùa vậy, trồng gì thu hoạch đó, đây là quy luật tự nhiên. Trước khi Phật đến nhân gian giảng pháp, thì luật nhân quả đã tồn tại sẵn trong thiên nhiên, phàm phu không hiểu, nên cứ trồi hụp trong biển khổ sinh tử, không chịu thoát ly. Chư Phật Bồ Tát từ bi, thừa nguyện trở lại nhân gian, giảng thuyết chân tướng vũ trụ và chỉ cho chúng ta phương pháp xuất ly khổ hải. Chúng ta nhất định phải nắm ngay cơ hội được mang thân người này y pháp ả báo tà hạnh. Hiện nay y học đã chứng minh hành vi tà dâm sẽ dẫn đến nhiều bệnh như giang mai, bệnh lậu, sida, vân vân. Còn Phật pháp nhìn từ góc độ luân hồi trong lục đạo đã cảnh báo chúng ta rằng hành vi tà dâm chiêu ác báo không chỉ đời này mà còn kéo dài đến nhiều kiếp sau. Trong một buổi họp mặt các bạn đạo, có đôi vợ chồng trẻ dẫn một bé gái khoảng 2 tuổi đến cầu xin mọi người giúp đỡ. Cha mẹ bé khóc lóc kể lể con gái mình bất hạnh như thế nào. Nguyên bé gái này chỉ mới có 2 tuổi nhưng bị chứng bệnh ung bú ác tính nan y. Nghiêm trọng hơn nữa là ung bú mọc rất to ngay tại âm đạo. Song thân của bé như bị sét đánh vào đầu, không sao hiểu được lý do. Bé chỉ mới có 2 tuổi, vì sao lại vướng phải bệnh nặng như thế này? Đáng sợ hơn nữa là bác sĩ bảo rằng muốn trị bệnh này chỉ có nước phẫu thuật, nhưng xác suất thành công rất thấp. Mà nếu không mổ thì bệnh phát tác sẽ làm nguy tới tính mạng. Vì vậy, cặp vợ chồng trẻ này rất khổ tâm, nghĩ hết cách cũng không biết làm sao cho ổn. Bé gái khi bị bệnh hành rất đau đớn, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong, khiến cho người thân phiền muộn đầy lòng, cũng đắm chìm trong thống khổ vô biên. Tôi và các bạn cư sĩ rất cảm thông cho bé, càng tin sâu đây chính là nghiệp báo trọng tội đang hiển hiện. Tôi quan sát một hồi thì phát hiện ra nguyên nhân. Bé gái này tuy chỉ 2 tuổi, nhưng đời quá khứ nó là một nam nhân, đã phạm tội tà dâm rất nặng. Không những phá hoại gia đình người, mà còn cưỡng hiếp, giết gái nhà lành rất ác độc, gây nên thảm cảnh người mất nhà tan. Hồn người bị hại chết oan, ôm phẫn nộ căm thù, thề đeo theo báo oán, làm cho bé gái ngay hiện đời bị ung bú ác tính, thống khổ đến tận cùng. Tôi nghiêm túc bảo song thân của bé gái, hai vị cần phải giúp bé sám hối, tụng 49 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho quan gia kia. Tôi chưa nói xong thì bỗng nghe đụi một cái, bé gái đã quỳ xuống trước tượng Phật, mắt tuôn ràn rụa lệ hối lỗi, ánh nhìn chứa đầy vẻ van xin chúng tôi hãy cứu sống nó, dù nó chưa nói rành. Mọi người đều ngạc nhiên, cha mẹ bé bật khóc. Tôi xót thương bế đứa bé gầy gò lên, nhìn vào đôi mắt mờ mờ đầy vẻ khẩn cầu của nó, và bảo, con nhất định phải sám hối trước Phật cùng mẹ. Hễ mẹ đọc một câu, thì con cũng đọc thêm một câu, và phải phát nguyện vĩnh viễn không làm thương hại đến bất kỳ người hay vật nào. Và tôi quay sang cha mẹ của bé dặn dò, hai vị phải tụng kinh, ăn chay, phóng sinh thật nhiều cho bé, tích góp từng chút thiện sự, đem công đức đó hồi hướng cho quan gia trái chủ của bé,
cầu họ tha thứ, buông xả oán thù cho. Sau khi về nhà, cả ba người quỳ trước Phật, thành tâm sám hối. Cha mẹ, làm y theo lời tôi dặn, và chí thành tụng kinh, hồi hướng cho những người từng bị đứa bé làm hại trong quá khứ. Kỳ tích xuất hiện. Hôm sau, cơn đau của bé đã giảm nhiều. Thấy vậy, toàn gia càng tinh tấn ăn chay, trì giới, tụng kinh niệm Phật. Nhờ vậy, ung bú của bé bắt đầu teo nhỏ đi. Láng giềng chung quanh, nhìn thấy kỳ tích của bé xuất hiện, thì cũng xúm nhau học Phật tập tu. Nguyện cho cả nhà họ sớm ly khổ đắc lạc, sống khang kiện hạnh phúc. Chỉ cần họ chịu ăn chay trì kinh, siêng năng sám hối sửa lỗi, bé gái này nhất định sẽ khỏi bệnh. Cuối cùng, tôi xin khuyên những vị phóng túng tà dục, lấy đây làm gương, chớ nên đắm mê trong sắc dục. Làm vậy là hại mình, hại người. Đời này không những khiến thân thể suy yếu, yểu mệnh, mà đời sau còn mắc đủ ác bệnh, thậm chí còn bị đọa vào địa ngục, súc sinh, thọ đủ thống khổ. Thân người. Tâm sự quý phu nhân. Tan nát lại đoàn viên. Tôi tên là Mã Kim Lộ, vợ của Lữ Sơn Kiệt. Tôi đã quy y Phật giáo, cũng là đệ tử Hòa Thượng Diệu Pháp. Mọi người gọi tôi là Mã cư sĩ. Tôi vui lắm. Con trai của tôi 14 tuổi, tuy nó chưa có quy y Phật, nhưng cũng thay đổi rất là tốt. Còn dì tôi chép kinh Địa Tạng nữa đó. Gia đình tôi hiện tại tôi chẳng có giàu có, nhưng chẳng vất vả lo ăn lo mặc. Điều khiến mà tôi mừng nhất là, từ lúc Lữ Sơn Kiệt bước vào đường học Phật, anh đột nhiên biến thành một người khác, thay đổi hẳn luôn à nha. Mới đầu, nghe anh nói sẽ theo đạo Phật tập tu, ngay cả tôi cũng không dám tin, còn cho rằng, chắc anh đã bị bệnh chi đó. Tôi không dám nói là bệnh thần kinh, dù có nghi như vậy. Ngày nọ, thấy anh ôm tượng Phật bước vào nhà, thượng lên bàn, thờ phụng tại phòng khách. Từ đó, hàng ngày thắp hương lễ bái tụng kinh. Tôi làm gan hỏi. Nè, người như anh mà cũng biết thắp hương lạy Phật hả? Liệu Phật có chứng, có chúc phúc cho không vậy? Anh ôn tồn đáp. Y như con trai mình có tính bướng lì, hay gây chuyện, không chăm học, nổi danh là học sinh dở, học sinh tồi, thì dĩ thầy dạy nó. Không phải là ngày nào cũng mong nó thay đổi ngoan ngoãn, trở thành học sinh tốt hay sao? Lữ Sơn Kiệt tôi, từ đây trở về sau, muốn là một người thiệt là tốt, thì sao không thể học theo Phật được? Mà nè, hồi xưa tôi thường gây gỗ chửi bà, có lúc còn đánh bà, đều là tôi có lỗi, tôi sai hết. Từ nay, tôi thề bỏ uống rượu, bỏ hút thuốc, dứt tuyệt ăn mặn. Tôi nguyện là một người xứng đáng làm đệ tử ngoan của Phật. Nếu mà bà còn giận á, thì cứ đánh tôi cho hả giận đi, cho nhẹ lòng đi, hen. Ôi trời ơi, ôi mẹ ơi, hôm nay mặt trời mọc ướng tay rồi sao? Lữ Sơn Kiệt đã nói lời của con người rồi nè. Những lời anh nói khiến tôi mở to mắt, khiến tôi nhìn sững. Anh càng nói, tôi càng tuôn lệ đầm đìa. Chẳng biết duyên số dung rủi như thế nào mà hồi tuổi trẻ xinh đẹp tôi lại chọn anh. Thuở đó, tính anh ngang tàn, ưa đập lộn, ưa gây chuyện, nên nổi danh khắp hương thôn. Hồi đó, tôi còn ngưỡng mộ cho anh là có khí phách hảo hớn nữa chứ. Tôi nghĩ, nếu lấy anh rồi, thì tương lai sẽ không ai dám bắt nạt tôi. Mà đúng thì, quả thực là chẳng ai dám ăn hiếp. Không riêng gì bạn bè thân quyến, mà kể cả chòm xóm láng giềng cũng đều lánh xa tôi. Sau này mới biết, anh là trùm du đảng. Như vậy, tôi diễn viên thành quý phu nhân của ông trùm. Vậy thì, đố ai dám động tới? Hàng ngày sau khi tan sở, chồng tôi thường không về nhà. Anh cứ la cà ở ngoài tụ họp cùng đám bạn bè đồng chí nhậu nhẹt. Hãy uống nhiều thì gây lộn, vậy tưng lên. Không chỉ thế, ở nhà ăn cơm, anh cũng dậu. Chưa xong tiệc rượu thì đã say khướt, nổi điên, đập đông đánh tay, quấn con loạn sĩ. Có lần, vì chút chuyện giặt, anh mắng tôi.
tôi đâu có nhịn được. Tôi liền trả treo lại mấy câu. Thế là anh giang tay đánh. Bộp vào mặt tôi. Cú tát đập mạnh vào tay trái. Lúc đó mắt tôi nổ đom đóm. Tôi té xuống, ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại, thì tay trái hết còn nghe ngóng được gì. Tôi đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói, tay tôi bị lủng màng nhĩ. Hồi đó, mái ấm của chúng tôi rất hiếm khi không có chuyện. Việc đánh mắng gây gỗ thường xuyên xảy ra. Tục ngữ nói, gần mực thì đen, rất đúng. Do hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng luôn bất hòa. Cuộc sống bị dấn chìm trong khổ não, phẫn nộ, khiến tôi dần dần lây tật xấu của anh. Tôi cũng thành nữ anh hùng để nổi nóng, cáo bực. Tôi cũng nhậu bí tỉ, hút thuốc mịt mù. Lúc đó tôi nghĩ anh chẳng để tôi sống an qua ngày thì tôi dựa vào đâu mà tiết kiệm cho anh chứ. Hãy lãnh lương xong, thì tôi ăn to uống lớn, đi gầy sòng nhậu, mượn men rượu giải sầu, phiêu du trong khói thuốc. Nói khiêm nhường thì một ngày tôi có thể nốc cả bình rượu, hút hai gói thuốc. Việc tiền vui qua chất kích thích của men bia, khói thuốc đã đem đến cho tôi nhiều bệnh hoạn. Đồng lương ít ỏi lại phải đổ hết vào bệnh viện. Thường là mới nửa tháng, túi tôi đã rỗng. Thế là tôi cứ sống xiên xẹo cho qua ngày. Hai chúng tôi hãy ngồi vào bàn nhậu, một khi gây chuyện thì rượu và thức ăn bay cùng nhà. Con cái khóc rùm, vợ chồng cứ cãi lên. Chúng tôi có nói chi, làm gì, láng giềng cũng chẳng ai thèm khuyên ngăn. Bạn xem, duyên nợ của chúng tôi là vậy đó. Thế mà cũng gọi là mái ấm, là gia đình. Nhờ hai vợ chồng cư sĩ Lý Đinh dùng Phật Pháp cứu vớt cái gia đình đổ nát của chúng tôi, nên tôi được biết đến đạo Pháp và bước vào con đường học Phật, nối gót sau Lữ Sơn Kiệt. Tôi quy y Hòa Thượng Diệu Pháp rồi, liền thề dứt bỏ hết tất cả các thói quen xấu. Hiện nay, không những gia đình chúng tôi thay mới đổi tốt, mà tà khí trên mặt của Lữ Sơn Kiệt cũng biến mất tâm luôn, không có còn tung tích nữa. Mặt anh không còn u ám mà rất sáng. Còn bản thân tôi lúc trước thì bệnh hoạn đầy thân, bây giờ không chữa trị mà được lành. Sự khang kiện ngày xưa, khó bề tìm thấy, nay đã xuất hiện. Khi soi gương tôi thấy dung nhan tiều tụy héo xào của mình đã biến đổi, hồng hào tươi tắn đến ưa nhìn luôn á. Hôm nay sẵn dịp cư sĩ Quả Khanh viết báo ứng hiện đời tập 3, chúng tôi chủ động yêu cầu xin cho viết kể chuyện xa đọa của chúng tôi ra. Dù sao vợ chồng chúng tôi sớm đã là danh nhân, từng xấu đến chẳng thể xấu hơn được nữa, cho nên chẳng sợ mất mặt, mất danh, chẳng sợ bị khi dễ trong mắt ai nữa. Điều tôi muốn nói là, chúng tôi từng là những kẻ tồi tệ đến như vậy, gia đình rách nát đến như thế, mà vẫn còn có thể thay đổi và biết Phật Pháp nên tu sửa tâm tính, đổi mới cuộc đời mà hiện tại được hưởng hạnh phúc. Vậy thì các bạn, những người có nhân cách hơn hẳn chúng tôi, hoặc tệ cỡ chúng tôi đi nữa, thì tại sao lại không thể sống hạnh phúc? Vì sao các bạn không mau chóng chọn cho mình một con đường ly khổ đắc lạc? Đệ tử Mã Kim Lộ kính ghi và Chí Thành đảnh lễ Tam Bảo. Sư Ly Diệu Dung, năm 2002 đi Trung Nguyên, tôi đã may mắn gặp một ni cô dùng máu chép mấy bộ kinh. Đây là hành động hy hữu. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc không có nhiều. Sư Ni Diệu Dung năm nay 28 tuổi, xuất gia đã 3 năm. Trước khi xuất gia, cô đã dùng máu chép kinh, hiện đang chép bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, cả thảy có 38 vạn từ, và hoàn thành 6 vạn từ. Kế đến, sẽ chép kinh Pháp Hoa. Một Phật tử là bác sĩ, viện trưởng y khoa, thấy vậy, nói: phải dùng máu toàn thân mới chép xong mấy bộ kinh này. Như vậy, thì máu đâu cho đủ? Cô sẽ bị yếu sức đó. Cô sinh trong một gia đình đầm ấm, dung mạo mỹ miều, tánh tình hiền thiện. Cô tốt nghiệp đại học y nổi tiếng, là bác sĩ quân y cấp bậc trung quý. Sau khi tốt nghiệp hành nghề, được hưởng chế độ rất ưu đãi, lương bổng cực cao.
nhưng những điều này chẳng ngăn được chí xuất gia của cô. Dưới sự hướng dẫn kiên nghị của người mẹ phi phàm, cô đến núi Thanh Nguyên, tỉnh Giang Tây, được Hòa Thượng Thể Quảng, Đạo Cao Đức Trọng xuống tóc cho. Chùa Vân Môn là đạo tràng cô thường ở tu hành, cô bắt đầu công tác gánh phân, bước vào con đường khổ hạnh, vì nữ nhân tài Phật giáo có nhiều hành quyền hy hữu này xuất hiện vào thế kỷ 21 trong thời đại hôm nay. Nhiều người nghe danh rất khâm phục, tán thán. Tôi và mấy vị tín đồ Giang Tây cùng các đệ tử quy y Hòa Thượng Thể Quảng có dịp ngủ nơi đây hơn 10 ngày, đích thân chứng kiến cảnh sư ni diệu dung tu hành, khiến những người từng học Phật mười mấy năm, tuổi gần 60 như chúng tôi phải thầm xấu hổ vì thấy mình còn kém xa. Có lần dùng cơm xong, mọi người đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Ni diệu dung phát hiện chén của cư sĩ nọ ăn bỏ mứa thừa rất nhiều, đi lập tức bưng chén lên nói: "Đạo hữu ăn không hết, để tôi ăn giùm. Ông chẳng nên bỏ đầu dư, lãng phí như vậy." Nói xong, liền ăn hết. Cư sĩ Diệu Lợi cảm động bảo: "Sư Diệu Dung thật hết biết, vì quý tiếc từng hạt thức ăn, chịu khó ăn đồ thừa của người, chúng tôi phải học tập gương cô đó." Sư Diệu Kiến ngồi chung bàn nói: "Chuyện này mà nhầm nhò gì? Đồ người khác nhổ bỏ vì chê ăn không ngon, cổ thấy được là lượm sạch, ăn hết luôn." Cô giống hạnh nguyện ngài tiên quá ở Mỹ rồi. Phải biết, cô là bác sĩ, rất chú trọng vệ sinh, nhưng làm như vậy để cảnh tỉnh người, vì không muốn vi phạm. Sư Diệu Dung mỉm cười nói: "Thức ăn chúng ta dùng đây, quả thực ngon, tốt hơn nhiều, so với thức ăn của các tu sĩ ở Tây Tạng. Có qua Tây Tạng hành đạo rồi, thì thức ăn nào cũng nuốt được hết. Có nếm khổ gì, thì cũng không thấy khổ nữa." Cô kể, lúc mình mới xuất gia làm sa di, nhận công tác phải gánh phân. Do thường ra vào nhà xí và đồng ruộng, dù có mang hài, cũng khó tránh giảm đạp lên phân. Nên lúc lên điện, để tỏ lòng cung kính, cô cởi hài bỏ bên ngoài, chỉ mang vớ vào điện. Nhưng vì hàng ngày thời gian lên điện tương đối dài, lâu dần chân bị nhiễm lạnh, hai chân và đầu gối bị thủng nặng, đau đến đi đứng khó khăn. Nhưng sư Diệu Dung vẫn nói đây là nghiệp chướng bản thân hiện tiền, nhưng mỗi ngày sư vẫn phải cắn răng chịu đựng để công tác. Sau đó bệnh ngày càng nghiêm trọng, trong núi thiếu thuốc men thích hợp nên cô phải về nhà mẹ. Bác sĩ chuẩn khám nói cô bị phong thấp nan y, dần dần bệnh từ phong thấp sẽ chuyển đến tim, gây nên chứng bại liệt. Cô nghe xong, không sợ hay hoảng kinh chi, chỉ là trong lòng bất an, vì thấy mình tuổi còn trẻ, chưa làm được chuyện gì giúp ích cho chúng sanh, mà vướng phải bại liệt thì càng lụy người phải lo. Như vậy, thiệt là sống không bằng chết. Sau đó, cô khấn nguyện trước Bồ Tát: "Đệ tử chẳng cầu nguyện thân trường tồn, tật bệnh hồi phục, chỉ xin kéo dài hơi thở của mạng sống tội lỗi này, dùng máu huyết chép kinh, hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới đồng thành Phật đạo." Chép kinh xong, đệ tử có chết cũng không tiếc. Tôi dùng kim châm vào 10 ngón tay lấy máu, không đủ dùng, nên phải lấy ống chích rút máu từ cánh tay. Mẹ tôi chẳng nỡ nhìn, cũng không chịu giúp tôi lấy máu, lảng tránh ra ngoài làm việc. Nhưng lúc tôi chép kinh, mẹ tôi vô cùng kinh ngạc khi phát hiện toàn thân tôi đang phóng kim quang, mà bản thân tôi không hề hay biết, và hoàn toàn không nhìn thấy. Đây có thể là nhờ Phật lực gia hộ, khiến mẹ tôi có chút cảm ngộ. Lúc tôi chép xong 4 nguyễn kinh máu, thì hai chân hết phù thủng, khôi phục bình thường. Thật là Phật Bồ Tát xót thương gia hộ, khiến tôi có được mạng sống mới. Tôi cảm kích đến rơi lệ, không sao báo đáp cho cùng. Tôi chỉ biết âm thầm phát thệ, nguyện đem thân này cúng dường Phật Bồ Tát,
hằng giữ ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, cúng dường Phật Bồ Tát. Nguyện từ đây đến tận vị lai, đời đời kiếp kiếp, vì chúng sinh mà sống, vì chúng sinh mà chết. Hôm sau, đi y viện kiểm tra, bác sĩ rất kinh ngạc. Ông tuyên bố, tôi hoàn toàn hồi phục. Khi mẹ thấy tôi hết bệnh, bà rất mừng, đồng thời thái độ quan tâm lo lắng cũng thay đổi. Bà nghiêm nghị bảo, Sư Diệu Dung, bệnh cô đã lành, hãy mau thu xếp về chùa, cô là người xuất gia, ở mãi nơi nhà tôi không có tiện đâu. Đương nhiên, khi nghe những lời lạnh nhạt, chẳng có chút tình người như vậy, tôi thật khó tiếp thu. Phải gắng kiềm chế để nước mắt không trào ra. Tôi giận dỗi nói. Con đi liền đây. Thế là tôi tôm góp hành lý đơn giản, bước ra kêu xe. Khi xe sắp chạy, tôi ló đầu ra cửa xe thưa với mẹ. Quách cư sĩ, tôi để chìa khóa nhà ở trên bàn đó. Xe chạy rồi. Từ sinh ra đến giờ, tôi mới nhìn thấy hai hàng lệ nóng từ khóe mắt mẹ tuôn trào. Tới ga, lên hỏa xa ngồi, trong lúc xe lao dung dút, tâm tôi dần bình tĩnh lại. Hai mắt tôi càng lúc càng mờ vì lệ nhạt nhòa. Ôi mẹ ơi! Con gái đã hiểu lòng mẹ rồi. Mẹ sợ con luyến thế quên về, sẽ tu hành bê trễ. Chính mẹ hướng dẫn con đi trên con đường học Phật, là mẹ bảo vệ hạnh xuất gia cho con. Mẹ chứng kiến con xuống tóc làm ni mà chưa từng rơi giọt lệ nào, chỉ vì muốn con kiên định tâm đạo. Mẹ yên tâm nha mẹ. Như mũi tên một khi đã bắn ra, không bao giờ quay về. Con đã bước vào đường tu thì sẽ không quay trở lại. Con sẽ tẩy tâm đổi mặt, mãi mãi hoằng pháp lợi sinh cho đến ngày tà thế. Hiện nay, do nhiều chúng cư sĩ thỉnh cầu, Ni Diệu Dung đã chọn một địa điểm thích hợp, chuẩn bị xây một ngôi kiến trúc tại Trung Nguyên, dự định sẽ thu nhận chư cư sĩ cao tuổi nghỉ hưu, cho họ trú ngụ, hướng dẫn họ niệm Phật, nghe kinh, pháp, tu hành. Đây là đạo tràng dành cho tập thể cư trụ, lo hết tất cả từ ăn ở thuốc men cho đến vãng sinh. Các bác sĩ hộ lý cùng những phục vụ viên hoàn toàn là tình nguyện phụng hiến. Chư cư sĩ đến ở chỉ cần đóng phí thức ăn do gia đình quyến thuộc cung cấp, phần còn lại đạo tràng bao thầu hoàn toàn phi lợi nhuận, do nhân viên bác sĩ hộ lý không cần đền đáp nên phí y liệu cũng rất thấp. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng sơ bộ của Ni Diệu Dung, vẫn cần tập thể đồng tu trợ giúp, góp tâm góp sức hoàn thành tốt việc này. Ni Diệu Dung đã mời Hòa Thượng Diệu Pháp và tôi đến thường trụ ở đây, hỗ trợ cộng đồng đại chúng tu hành. Nếu như có thể kiến thiết nhanh, đúng như dự tính, thì sư phụ và tôi, cùng các huynh đệ, rất sẵn lòng giúp Ni Diệu Dung, cùng mọi người tụ hội ở đây, dụng công tu tập thành đạo Bồ Đề. Bài văn dưới đây tôi viết, theo danh xưng ngôi thứ nhất, để mọi người tiện đọc. Thể văn giống như tự thuật, nhằm giới thiệu truyền thực về sư Diệu Dung, từ sinh ra đến xuất gia, giúp mọi người hiểu rõ hơn về vị ni ưu tú trong Phật giáo và có thể rút ra từ trong đây chút cảm ngộ. Tác giả Quả Khanh xin giải thích riêng. Sư Diệu Dung là câu chuyện có thật hoàn toàn. Sau khi tôi biết rõ những gì sư trải qua rồi, rất cảm kích nên quyết định viết ra để khuyến khích bạn đạo tu hành. Do chưa được sư cho phép nên tôi quyết định hóa danh, nghĩa là tên và địa danh đều đổi, không ghi thật. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ không gây ảnh hưởng hay quấy rầy gì đến việc thanh tu của sư. Mục đích của tôi không phải để ca tụng công đức của sư, bởi vì khả năng của sư sẽ còn tiến xa hơn nữa. Tôi viết câu chuyện này vì muốn chia sẻ cùng bạn đọc nét đẹp của người tu. Tôi muốn chấn chỉnh lại những quan niệm sai lầm
hiểu trực về người xuất gia. Không những tôi hy vọng Ni Diệu Dung có thể đại diện cho hình ảnh các tu sĩ nữ giới, mà còn hy vọng ngày càng có nhiều Phật tử trí thức gia nhập vào sự nghiệp hoằng pháp Phật giáo, cùng góp sức giúp cải thiện phong khí xã hội, dùng đức trị đức, dùng lực tu để báo ân. Bởi vì trong nước ta hiện còn rất nhiều người hiểu sai về giới xuất gia, bao gồm cả tôi, 10 năm về trước, luôn ngộ nhận, cho rằng những người xuất gia là hạng trốn đời, trốn việc, trốn bổn phận, ưa sống biến lười cầu an, toàn những kẻ thất tình, thất chí, tâm bị tổn thương, vì mê tín hay do tướng mạo xấu xí, khó kết hôn, hoặc do gia cảnh quá bần hàn nên phải đi xuất gia để kiếm cái ăn, cái mặc, vân vân. Những hạng người này không dính dáng gì với sư Diệu Dung. Trong Phật môn, có lẽ cũng có những hạng người này, nhưng tôi chưa gặp. Còn những vị có chí xuất trần cao tột, nguyện đem thân tâm phụng hiến, hoằng pháp lợi sinh như sư Diệu Dung thì có rất nhiều, và tôi thường gặp luôn. Các Phật tử trí thức cũng không thiếu. Tôi thường gặp họ tại các chùa Thiên Đài Sơn, Phổ Đà Sơn, vân vân. Các tu sĩ này, mỗi mỗi đều có những câu chuyện khiến người nghe phải cảm phục. Chỉ tiếc là sách tôi đang viết thuộc dạng báo ứng hiện đời, nên không thể giới thiệu về các vị ấy. Cho nên, mong độc giả khi xem hãy hiểu và thông cảm cho tâm ý của người viết. Mẹ của sư Diệu Dung rất giỏi thi thơ hội họa, là bậc nữ lưu kiên cường, đã dũng cảm khuyến khích con gái xuất gia. Hòa thượng Thế Quang là cao đồ ngài Hư Vân, từng tán thán bà là thánh mẫu. Tôi cho rằng lời này tuyệt không phải là nói đùa, mà giống như ấn chứng. Xin nói rõ, bài văn này là hành vi riêng của cá nhân Quả Khanh, không liên can đến sư Diệu Dung. Nếu có điều gì khiến cho quý vị quả báo bất hiếu, con bất hiếu, cháu vô tình, ác tâm bỏ mẹ, cha đối chết. Thử hỏi thế nhân, tình nghĩa đâu, trời xanh chẳng tha thứ tội này. Láng giềng kể tôi nghe câu chuyện xảy ra tại quê họ, hỏi rằng, đây có phải là nhân quả báo ứng như Phật nói chăng? Tại thôn X, huyện Y, thuộc tỉnh Cát Lâm, có một gia đình 8 người, trong một thời gian ngắn, xảy ra bi kịch, mà khắp 10 phố 8 quê ai cũng biết. Tuy đa số không hiểu Phật Pháp là chi, nhưng ai cũng cho đây là báo ứng. Hai vợ chồng trong gia đình này, suốt bao năm dốc sức cày cấy nuôi dưỡng 6 người con, gồm 3 trai 3 gái, lo chu toàn trách nhiệm kẻ làm cha mẹ. Họ cưới dâu, xây nhà cho con trai ra riêng, sắm đủ của hồi buôn để gả con gái. Thực hiện chu toàn những việc này không phải dễ, rất vất vả, khó khăn là điều hiển nhiên ai cũng thấy. Người cha do lao lực quá độ mà bị bệnh, rồi qua đời. Trong thôn, ai cũng thở dài, cảm thán, nói ông bệnh khổ. Nhưng bà vợ của ông mình lại càng khổ hơn, vì ông chồng mất chưa đầy 1 tháng, thì bà vợ bị xuất huyết não, dẫn đến bán thân bất toại phải nằm trên giường. Tuy bản thân có thể dùng tay trái ăn cơm, song không thể đi vệ sinh hay tắm rửa, rất cần có người dìu đỡ chăm sóc. 6 đứa con, gồm trai lẫn gái, và 6 dâu rể, tổng cộng là 12 người, chưa tính đến cháu, đã đối xử thế nào với người mẹ cả đời gian khổ này? Mới đầu, họ sắp 2 người 1 bang, luân phiên chăm sóc mẹ. Nhưng chẳng bao lâu, vợ chồng 3 đứa con trai cảm thấy rất chán ngán, phiền mệt, nên trong nhà bắt đầu xảy ra chuyện. Do giữa các nàng dâu và mấy cô con gái bất hòa, thường nổ ra gây cãi ầm ĩ. Vì vậy, họ cấm không cho bên con gái đem cơm chăm sóc cho mẹ nữa. Mới đầu, 3 đứa con trai còn cho mẹ ăn uống chút đỉnh. Sau đó họ nghĩ rằng, nếu ăn uống, thì phải đi nhà xí. Nên 3 con dâu bắt đầu giảm khẩu phần ăn cho mẹ chồng, có khi cả ngày không cho bà dùng gì. Do con gái,
cùng ba nàng dâu không hòa, cho nên 10 ngày nửa tháng, họ cũng hiếm khi đến. Có lần, ba cô con gái đến thăm mẹ, phát hiện bà yếu đến không còn sức, ghé tai sát vào, mới nghe bà thều thào. Mẹ đói! Mẹ đói! Thế là, họ tìm chút gì đó cho mẹ ăn. Nào ngờ, ba nàng dâu thấy vậy phát thịnh nộ, vội chạy đến chỗ mẹ chồng, lớn tiếng quát. Trời ơi, mới ăn xong 2 chén cháo mà còn đòi ăn nữa. Trời đất ơi, làm vậy á, khiến con gái của bà tưởng tụi tôi bất hiếu đó. Nhờ ba cô con gái kiên trì, cuối cùng bà cũng được dùng chút ít. Lúc cho mẹ ăn, ba cô con gái thừa dịp ba chị dâu đi vắng, bèn luồn tai vào, sờ thấy bụng mẹ hớp gầy, chứng tỏ lời ba chị là dối trá. Thế là hôm sau, ba cô con gái đem đến cho mẹ 6 cái trứng gà. Bà mẹ ăn ngấu nghiến, chốc lát đã hết sạch. Sau đó như được tăng sức lực, bà mách nhỏ với ba cô con gái. Tụi con mà không đến, thì tụi nó, con đứa cũng không cho mẹ ăn nữa. Tụi nó muốn để cho mẹ chết đói đó. Bữa nay được ăn ngon quá. Mấy ngày sau, ba cô con gái mang đến cho mẹ thức ngon để tẩm bổ. Đang cho bà ăn, thì bị ba con trai nhìn thấy. Họ liền vào giựt, ném xuống đất, dùng chân chà đạp lên thức ăn, phẫn nộ mắng em không được cho mẹ dùng. Viện cớ là bệnh xuất huyết não, không thể ăn đồ bổ, dễ bị xuất huyết. Họ bảo, mấy cô đó, đừng có tới cho mẹ ăn, rồi không chịu cứu mẹ nha. Các cô á, mà làm cho mẹ chết á, thì ai chịu trách nhiệm đây? Muốn lo cho mẹ á, thì hãy rước về mà lo, đừng có mà cho ăn mà không chịu cứu mang à. Trời ơi, nếu có hiếu á, thì đem về nuôi đi. Mỗi lần tới, đem đồ ăn, thật là giả tạo. Cứ đòi ăn hoài, bà ăn rồi bà cứ đi, bà ăn rồi đi rồi hoài, ai chịu nổi? Chuyện trong nhà họ chẳng mấy chốc đồn vang. Không bao lâu, nơi sân họ vọng ra tiếng khóc lóc kêu gọi mẹ thảm thiết. Mẹ ơi! 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 Sự dẫn tâm bỏ mặt mẹ đối khác đã khiến bà cụ số mệnh khổ đau, bất hạnh, phải sớm lìa đời. Tiếng các con bà khóc than kêu gào nghe vang trời động đất. Họ mặc áo tang đưa mẹ đi chôn, giấy tiền vàng được ném đầy lên không, bị cơn gió lạnh phẫn nộ thổi bay tứ tán. Một tháng sau, cậu con cả bị nghẽn mạch máu não phải đi vào bệnh viện tỉnh. Tuy được cứu, nhưng trở thành bán thân bất toại, sau đó tay chân bị co rút. Cậu cả xuất viện mới 1 tháng, thì cậu hai và nàng dâu cả nối tiếp vào bệnh viện. Họ cũng bị chứng nghẽn tắc mạch máu não, được 12 ngày, hai người này chưa xuất viện, thì cô con gái thứ hai cũng bị đồng chứng bệnh trên, phải nhập viện gấp. Cô con gái thứ hai xuất viện được 2 ngày, thì nàng dâu thứ ba cũng vào viện, không phải bị nghẽn mạch máu não, mà bị thủng bao tử. Nàng dâu ba còn đang điều trị, thì chàng rể thứ ba bị xe tông văng ra xa hơn 2 mét. Lúc đưa đến bệnh viện, tuy còn thở, nhưng toàn thân xương cốt, đa phần, đều bị gãy. Xương gối trái thì đứt, gối phải dập nát, suốt mấy tháng liền không cử động được. Tính ra, người mẹ chết chưa đầy năm, thì con trai, con gái, dâu rể đã liên tục nối nhau vào bệnh viện. Người nào ra viện cũng tốn hơn vạn tiền. Có người bình, trời ơi, bệnh viện tỉnh đã được gia đình các nghịch tử này nuôi tốt nha, vì thu được bộn tiền á. Trong thời gian đó, câu chuyện bất hiếu của họ được đồn vang. 1 đồn 10, 10 đồn 100, ai cũng biết. Chuyện họ đã trở thành đầu đề cho mọi người bàn tán lúc làm việc, khi nghỉ ngơi. Mặc dù địa phương đó rất ít người tin Phật, nhưng trong lúc luận đàm,
Ai cũng nhất trí nói rằng đây chính là báo ứng cho những kẻ làm con mà bất hiếu. Chuyện vẫn chưa hết. Cậu cả dù bị bán thân bất toại, nhưng hôm nọ, khi di chuyển qua đường, lại bị xe tông làm tổn thương não, thành người thực vật. Nghe nói đến nay vẫn còn nằm trong nhà. Không bao lâu thì cậu hai bị viêm gan, bị cơn bệnh dày vò hành hạ hơn một năm thì chết. Sau đó, nàng dâu cả bị nghẽn mạch máu não cũng lìa đời. Láng giềng tôi kể rằng, cháu trai cháu gái nội ngoại của bà đa số đều do một tay bà chăm sóc, nhưng lúc bà bệnh nằm viện suốt thời gian dài, không đứa nào ngó tới, nghe mà chạnh lòng. Chỉ mong các thiền tri thức dạy cho họ Phật pháp để chuyển biến vận bệnh xấu về sau này, nếu không, thiên lý trừng phạt công minh, kết cuộc bi thảm của hậu bối bà thật khó mà tưởng tượng. Nghịch tử cố ý bỏ mẹ đối khác, ngầm hại chết mẹ, tuy dân chưa mất, quan chưa tra, họ không bị quốc pháp trừng trị, nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Những người con bất hiếu này, từng người một, đều thọ ác báo. Đây thật là, vạn sự vạn vật trên đời, đều đang thuyết pháp. Thiện nhân, thuyết pháp của thiện nhân. Ác nhân, thuyết pháp của ác nhân. Người, thuyết pháp người. Súc sinh, thuyết pháp súc sinh. Bạn phải hiểu cho minh bạch, để mọi hành vi, từ ăn ở đi đứng, đều áp dụng pháp Phật đã dạy. Sống phải hành xử như thế nào là do bạn quyết định. Tôi đem những chuyện hiền thế báo ứng trong đời sống ghi vào quyển sách nhỏ này, chính là muốn cảnh báo nhắc nhở những người con bất hiếu nên sửa tà quy chính. Mỗi người chúng ta trong quá khứ vì thiếu hiểu biết mà tạo vô số ác nghiệp, khiến tự tánh quý giá bị ô nhiễm, vấy bận bụi trần. Do tâm bị vô minh che lấp, khiến chúng ta chẳng thể nhìn thấy ánh sáng quang minh, vì vậy cần phải quét sạch trần cấu. Theo nhà Phật, phương pháp tẩy sạch trần cấu tốt nhất chính là sám hối, một trong các thiện hạnh như tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, trì chú, vân vân. Tổng giám đốc Trần là nữ doanh nhân, chủ một đại xí nghiệp thành đạt, bà học Phật đã hơn 2 năm. Dưới ảnh hưởng của bà, nhiều nhân viên trong xí nghiệp cũng bắt chước ăn chay tập tu theo. Nhờ đó mà đời họ thay đổi, tinh thần phấn chấn, xí nghiệp càng phát mạnh, chất lượng sản phẩm thêm ổn định. So với các xí nghiệp khác, thì bà Trần là một nữ lãnh đạo nổi tiếng, được mọi người nhiệt liệt khâm phục, ngợi khen. Ngày nọ, bà Trần đến nhà tôi, kể về tình trạng sức khỏe của mình. Bà than, thời gian gần đây, mình hay bị nhức đầu dữ dội mà không rõ nguyên nhân. Chứng bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác, sinh hoạt và việc tu tập của bà. Lúc bà Trần đương kể lể về chứng nhức đầu, thì tôi bỗng nhìn thấy từ vai trái đến gáy của bà xuất hiện một con cá sấu thiệt to, không ngừng cắn xé nơi cổ bà, khiến cho phần bên trái đầu máu chẳng cung ứng đủ cho não. Tôi không kìm được, vội hỏi: Bà có từng ăn thịt cá sấu hay loài vật hoang dã nào không? Bà Trần rầu rĩ nói: Trời ơi, tôi đã ăn quá nhiều thịt động vật. Trước đây, khi còn ăn mặn, do phải thường xuyên chiêu đãi xã giao với khách, nên tôi đã ăn hầu hết mọi loài hoang dã, như đà điểu, rùa, thỏ rừng, gà tuyết, độc xà, thậm chí cả cá sấu nữa. Nhưng mà thịt cá sấu tôi chỉ ăn qua có một lần. Hơn nữa, lại là dạng thịt đông lạnh, người ta đã giết sẵn trước đó rồi. Tôi giải thích: Mặc dù bà chỉ ăn một miếng thịt, nhưng chính bà là người đứng ra mời khách, tự xuất tiền cho vụ tạo ác nghiệp này. Phải biết những loài động vật hoang dã, tương tự cá sấu, có tính linh rất lớn, chẳng nên tùy tiện giết nó, không nên vì ham ngon miệng no bụng mà ăn thịt chúng. Ngài tuyên quá từng giảng, vì sao không nên sát sinh, lý do như sau: chúng ta ăn thịt chúng sinh,
sẽ thu nạp khí và máu huyết súc sinh vào thân chúng ta. Thần thức nó cũng đeo theo quấy phá. Chính con cá sấu đã ra tay báo thù, khiến thân thể bà luôn bệnh hoạn, cực suy. Hiện giờ thần thức nó đang ở phía bên trái, từ vai đến gáy của bà. Nó không ngừng cắn xé cổ bà, làm cho não bên trái máu không cung ứng đủ. Đó là nguyên nhân vì sao bà nhức đầu. Bà Trần tỉnh ra. Nói như vậy thì tội tôi quá lớn, vì tôi từng ăn qua rất nhiều động vật hoang dã. Nhất định tôi phải sám hối, tụng kinh phát nguyện. Trước tiên phải hồi hướng cho con cá sấu này đã. Tối đó, tắm rửa xong, bà Trần quỳ trước Phật, tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho con cá sấu đã bị giết hại. Trong quá trình tụng kinh, bà ráng chịu đựng, kiên trì tụng hai bộ kinh Địa Tạng và khắc phục được các chứng chóng mặt, nhức đầu. Qua hôm sau, lúc gặp lại, tôi thấy tinh thần và tướng mạo bà đã có thay đổi tốt. Mặt bắt đầu tươi tắn hồng hào, những vết ám đen cũng tan hơn phân nửa. Chiều đó, mấy đạo hữu đến thăm bà Trần. Trước mặt mọi người, bà tổng giám đốc oai vệ này đã buông bỏ hết vẻ cao ngạo quan liêu của mình, thành khẩn kể lể, phát lộ những lỗi lầm mình từng phạm trong quá khứ, chân thành sám hối, tội mình đã từng ăn và giết hại nhiều sinh vật. Bà sám hối ngày xưa, khi làm lãnh đạo, đã có tâm cống cao ngã mạn, nóng nảy hẹp hòi, sám hối, mình lúc chưa học Phật đã tạo nhiều ác nghiệp chất chồng. Ngay lúc bà đang sám hối, những vết ám đen còn lưu trên mặt dần dần tan biến hết, thay vào đó là nét sáng rỡ, hồng hào tươi tắn. Lúc này tôi nhìn thấy những chúng sinh từng bị bà làm hại đang thấp thoáng, ẩn hiện. Dưới uy lực chân thành sám hối của bà, chúng sinh tâm tha thứ hỷ xả, rồi từng tớp, cùng bay lên. Trong chốc lát, đã vãng sinh vào thiện đạo. Sức mạnh sám hối thù thắng và cực kỳ lớn như thế đã khiến mọi người xúc động sâu sắc. Cả hội trường nhốn nháo, cùng nhau thú tội. Thế là, anh một câu, tôi một câu, ai cũng thành tâm phát lộ nhận lỗi, lao sao tự kiểm điểm ác nghiệp và những lầm lỡ sai quấy của mình đã tạo trong quá khứ. Sức mạnh của sám hối, đúng như Phật từng thuyết trong Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, như sau: nếu người tạo tội nặng mà biết ăn năn tự trách, sám hối lỗi xưa, nguyện không tái phạm, phỉ báng Phật Pháp, phải sám hối. Hủy báng Phật Pháp, nhất là Pháp Đại Thừa, quả báo rất nặng. Trong kinh Phật Thuyết Diệu Pháp Quyết Định Nghiệp Chướng có ghi: nếu chúng sinh nghe thuyết Đại Thừa, tâm không vui sinh hủy báng, nên biết đó là quyến thuộc của tà ma. Do khởi tâm hủy báng kinh điển Đại Thừa, chết xong sẽ đọa A Tỳ, chịu vô lượng khổ, sau đó sinh vào loài ngạ quỷ, ăn lửa, ăn phân, đàm, giải, chịu khổ vô lượng kiếp, xong thì sinh làm người phong cùi, bị mù, điếc, câm, ngọng, các căn không đủ. Những chúng sinh này trải qua vô lượng kiếp sinh tử, cuối cùng mới được gặp Phật thờ phụng cúng dường. Vì vậy, khi nghe Phật thuyết kinh Đại Thừa, nên giữ tâm trong sạch, không tạp niệm. Tiểu Quách là một sinh viên cao lớn, anh tuấn, vừa tốt nghiệp đại học xong, đang chuẩn bị sang Mỹ du học. Nhưng anh mắc một tâm bệnh rất khó trị, vì vậy đã tìm đến tôi nhờ giúp đỡ. Vừa gặp mặt nhau, Tiểu Quách lộ vẻ thống khổ bày tỏ: trời ơi, tôi phạm phải lỗi rất lớn. Tôi biết là mình không đúng, nhưng chẳng tài nào khống chế được. Phải làm sao đây? Nghe vậy, tôi liền hỏi: lỗi gì nặng nề? Lại biết rõ sai trái mà không khống chế được, là ghiền ma túy hay tà dâm? Tiểu Quách đáp: không phải mấy thứ đó, còn nghiêm trọng hơn nữa kìa. Tôi học Phật mấy năm nay, hiện tại có thể ăn chay, tụng kinh, phóng sinh, nhưng lại mắc phải một bệnh rất lớn, là mỗi khi tôi xem kinh, thấy trong đó ghi phải cung kính Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, chẳng nên cuồng vọng phỉ báng,
nếu không sẽ bị quả báo. Là tôi liền khởi tâm hoài nghi chẳng tin, có lúc còn cố tình phỉ báng Phật Pháp, để xem thật có quả báo chi chăng. Một lần nọ, tôi thấy trong kinh Lăng Nghiêm viết, ông tu tam muội nhằm xuất trần lao, tâm sát chẳng trừ, trần không thể xuất, cho dù ông đa trí, thiền định hiện tiền, nếu chẳng dứt sát, ắt đọa thần đạo. Khi xem xong đoạn này rồi, tôi liền sinh tâm nghi, còn nãy ấy sai người nhà đi mua cá về giết ăn, để xem có quả báo gì chăng. Do vậy mà tôi phá giới, sát sinh. Sau đó rất hối hận, biết mình làm thế là không đúng, nhưng không hiểu tại sao chẳng tự khống chế được. Anh đã nhận ra đó là lỗi, biết mình làm không đúng thì phải phát tâm sám hối. Tuy tôi biết là không đúng, nhưng lắm lúc vẫn muốn moi móc, kiếm tìm các điểm trong kinh Phật để phỉ báng. Tôi tự biết như vậy là có lỗi, nhưng lại không thể sửa. Điều này khiến tôi rất sợ. Phải làm sao đây? Nhìn Tiểu Quách ương bướng cứng cỏi như khói đá, tôi nghĩ chỉ có thể dùng pháp kim cương để đánh tan tính ngông cuồng này thôi. Tôi bèn làm mặt nghiêm, đanh thép nói. Anh có biết phạm tội bán Phật bán Pháp là phải đọa vô gián địa ngục hay không hả? Nếu anh không phát tâm tha thiết sám hối, là tự làm uổng phí đời mình, bởi vì tội ấy mà phải đọa địa ngục. Thật ra trong tiền kiếp của anh đã mấy đời tu hành, tọa thiền khổ hạnh, nhưng lại có trí kiến bất chánh, y như 50 loại ma ngũ ấm trong kinh Lăng Nghiêm Phật từng mô tả. Do trong lúc thiền định, anh thấy đủ cảnh giới lạ như gặp Phật, thấy cuộc quốc độ chư Phật, các hào quang Phật, vân vân. Anh liền tự cho mình đã chứng thánh, đã khai ngộ, rồi khởi tâm ngã mạn, cống cao, kiêu căng đến cực độ. Phật từng cảnh báo, nếu thấy cảnh lạ, không mê đắm, chấp trước thì đó là điều tốt, còn nếu tự cho chứng thánh, tất lạc vào đường tà. Do vậy mà anh bị ma thừa cơ nhập dựa, xúi làm sai trái, để anh đọa thẳng vào quỷ đạo. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, đời này nhờ thiện duyên chín mùi, nên anh có phúc được mang thân nam tử tướng mạo khôi ngô, được tiếp xúc Phật Pháp. Nhưng nếu anh chẳng biết nắm bắt dịp may, tranh thủ tu hành, lo phá trừ tà kiến, ngã chấp, thì là uổng phí hết duyên lành. Tiểu Quách có vẻ kinh hoảng, hỏi. Vậy tôi phải làm sao? Khi trở về, anh cần phải đem những kinh Phật mình từng phỉ báng, cung kính đặt trên Phật đường hoặc nơi khiết tịnh, rồi quỳ xuống thành tâm sám hối các tội ác, bán Phật bán Pháp đã qua, và phát thệ không tái phạm nữa. Xong anh thành tâm lễ bái sám hối, ngày ngày đều phải làm như vậy, cho đến khi tâm anh thật sự thanh tịnh, không còn chút ý niệm phỉ báng. Anh phải xem kinh Lăng Nghiêm, học thuộc lòng 50 loại ngũ ấm ma để phân biệt cho rõ, và phải tụng thuộc chú Lăng Nghiêm hồi hướng, cầu Phật lực gia trì mình có đủ chánh tri chánh kiến, tâm bồ đề kiên định bất thoái. Anh có làm được hay không? Làm được, làm được, tôi biết rồi. Cuối cùng tôi cũng tìm được phương thuốc nhổ tận gốc căn bệnh bất trị này. Thế thì may quá, bệnh tôi có hy vọng khỏi rồi. Nhìn Tiểu Quách tỏ vẻ ăn năn và mừng rỡ, tôi thành tâm cầu cho anh sớm thành đệ tử chân chánh của Phật, ngày sau đóng góp một phần công sức hoằng pháp cho Phật giáo. Cố gắng nha, Tiểu Quách. Giải thích. Trong kinh Niết Bàn, Phật khai thị: Ca Diếp, trên thế gian này có 3 loại bệnh nan y mà người ta hay mắc phải. 1. Phỉ báng kinh Đại Thừa. 2. Tạo tội ngũ nghịch. 3. Nhất xiển đề, đoạn hạt giống Phật. Đây là 3 loại bệnh cực nặng, chỉ như bậc thinh văn duyên giác mới có khả năng trị. Tiểu Quách biết tội của mình, nhưng không thể khống chế, phải cầu thiện tri thức nhờ giúp đỡ. Khi được chỉ bày cho rồi, mới sáng tỏ nhân quả, quyết định nhiếp tâm, sám hối diệt tội. Đáng sợ nhất, chính là những vị thầy xưng cao nhân, tuy mặc áo Phật, nhưng lại ở trên đài cao giữa đông thính chúng ngang nhiên phỉ báng Phật Pháp.
bản thân đã không tuân giữ quy củ Phật môn, lại chẳng dạy đệ tử giữ giới, còn hướng dẫn sai, khiến nhiều người lạc tà, thật đáng buồn, đáng tiếc biết bao. Thế nhưng nhất định phải thâm nhập kinh tạng, học kỹ bốn điều răn dạy minh bạch về tánh thanh tịnh trong kinh Quan Âm Cứu Nạn. Một ngày khoảng 8 giờ tối năm 1997, tôi vừa tan sở xong thì vội lên chuyến xe tối về nội thành. Lúc này người trên xe rất ít, đi được nửa đường thì bỗng có bốn thanh niên say bí tỉ bước lên xe. Trong tay mỗi người cầm một chai rượu, y phục xốc xếch, rõ ràng là say quất cần câu. Một thanh niên trong đây thấy tôi ngồi một mình, liền bước siêu vẹo tới ngồi cạnh tôi, còn tùy tiện gác một tay lên lưng ghế tôi. Ba ông ma men kia thấy vậy, đều nhào tới, ngồi xuống bao vây tôi. Cho anh ngồi chung nghe. Lúc đó, tôi cảm thấy cực kỳ bất an, trong lòng hơi ớn, nhưng ráng giữ bình tĩnh, nghiêm nghị bảo anh thanh niên ngồi sát tôi, hãy bỏ tay xuống. Kết quả, chẳng những anh ta không nghe, mà còn phản ứng suồng sã, táo tợn hơn, bằng cách choàng tay lên vai tôi, còn cười ha hả thật lớn. Chắc chắn, đây là một tên lưu manh. Tôi muốn đổi chỗ, nhưng gã chẳng cho tôi đi ra. Tôi liền hướng anh bán vé cầu cứu, tôi kêu thật to. Anh bán vé ơi! Anh bán vé từ từ đi tới. Tên lưu manh này thấy vậy, liền xa sầm mặt, vội xỉa tiền ra mua 5 vé. Còn chỉ vào tôi, trần tráo bảo. Tôi mua vé cho em gái này luôn. Em gái này á, trong nhóm của tôi. Trong nhóm của tôi hết trơn á. Nghe vậy, tôi thật có miệng mà nói khó khăn, nhưng vẫn ráng giải thích. Tôi không quen họ, anh đừng lấy tiền của họ. Vé của tôi hãy để tôi mua. Nói xong, tôi đưa mắt nhìn anh bán vé, ngầm cầu giúp đỡ. Nhưng anh ta chừng như quá sợ đám du côn này, khẽ liếc tôi một cái, rồi lủi về chỗ mình ngay. Anh ta cứ giả lơ, làm như không nghe thấy gì. Còn lại mình tôi với đám lưu manh, không ai bảo vệ. Trong lúc cực kỳ nguy cấp đó, tôi chỉ còn biết cầu Bồ Tát cứu mình thôi. Tôi rất tin Bồ Tát Quan Âm, hữu cầu tất ứng. Trong lúc nguy nan, sẽ chở che gia hộ bất tư nghì. Giữa đêm tối bơ vơ không ai giúp đỡ, tôi đành chắp tay niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi nhất tâm khẩn cầu Ngài che chở, cứu tôi thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Dần dần, nội tâm tôi trở nên bình tĩnh, không còn căng thẳng, mà cũng chẳng còn sợ hãi nữa. Vì ngay lúc đó, tâm và Phật hiệu đã hợp nhất. Khoảng chừng 15 phút sau, trong lúc tôi đang chuyên tâm nhất ý niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thì đột nhiên mấy gã say đang hùng hổ, bao vây áp đảo tôi, bỗng thét lên thật to. Bác tài, mau dừng xe lại, cho tôi xuống xe. Chuyện gì vậy? Phiền phức quá đi. Xe đang chạy trên đường cao tốc, không thể dừng lại. Dừng lại. Trời ơi, quá thiệt, tôi không tin được. Dừng xe lại. Gã ngồi cạnh tôi vừa nói vừa tỏ vẻ rất thống khổ. Lúc này mấy gã say còn lại cũng quýnh quán đứng dậy hết, đồng hoảng loạn la to. Trời ơi, mắc tiểu quá, hết nhịn nổi rồi, mau dừng xe lại. Trời ơi, tôi muốn xuống xe. Tài xế vừa dừng, thì bốn gã say vội nhào lăn xuống đường, rồi biến mất hút trong đêm. Ông tài xế chửi đổng một câu. Đồ thần kinh. Rồi cho xe chạy tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên xe, bầu không khí giờ đã yên tĩnh trở lại. Tôi hết sức cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đã ngầm gia trì. Chính là nguyện lực từ bi của Ngài đã giúp tôi hóa hiểm thành an. Đúng như trong kinh Phổ Môn nói, chúng sinh bị khổn ách, vô lượng khổ bức thân, Quan Âm diệu trí lực, năng cứu khổ thế gian. Lúc ách nạn tôi được thọ ơn như thế, xin mạo muội kể ra chia sẻ cùng người hữu duyên. Tôi muốn nói rằng, nếu bạn gặp nguy hiểm, lâm vào cảnh bơ vơ, cô độc một mình, không có ai chở che,
thì hãy chí thành niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm, chỉ cần bạn thành tâm hết lòng, nhất định sẽ nhận được lực gia trì, không thể nghĩ lường của Ngài.